Chào các bạn, hôm nay kênh Nội địa Nhật Bản sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc kim từ điển của hãng Sharp có tên là Brain. Với kim từ điển này thì nó tích hợp ở bên trong rất nhiều từ điển giúp các bạn học ngoại ngữ cực kỳ hiệu quả, nhất là tiếng Nhật. Và cái này là phiên bản có màn hình cảm ứng. Ngoài ra thì cái màn hình các bạn có thể viết bằng bút được. Chúng ta sẽ có bút đi kèm bên cạnh này. Bạn rút ra thì sẽ có bút. Bút này có thể tương tác trên cái màn hình cảm ứng ở đây. Còn các cái phiên bản về sau này của Sharp ấy, thì họ đều dùng tích hợp pin sạc. Tức là các bạn sẽ sạc pin qua cổng micro USB ở đây. Và phiên bản này là PWSG2, dùng pin Li-ion. Chúng ta sẽ có cổng tai nghe, cổng sạc pin và cổng cắm thẻ nhớ micro SD. Cái thẻ này thì thường nó có thể chứa được cả từ điển đấy. Còn bên cạnh này thì khe cắm bút thôi. Phần màn hình này thì các bạn có thể tương tác bằng tay. Đây là nút home này, hoặc là di chuyển này. Đấy. Tất cả đều bằng tiếng Nhật vì là nó sản xuất cho những người học ngoại ngữ tiếng Nhật hoặc là người Nhật thôi. Bạn chọn này, rồi sau đó tra từ bằng cách là gõ chữ vào. Đấy. Từ điển này rất nhiều từ. Các bạn muốn xem các cái thông tin về từ điển này thì các bạn có thể xem ở trên trang web chính thức của Sharp, sau đó xem theo cái mã của cái từ điển này. Các bạn thấy cái tương tác bằng cảm ứng bao giờ cũng dễ sử dụng hơn là cái bấm nút. Ở dưới đây nó sẽ có bàn phím đầy đủ. Và nó có cả loa để phát ra âm thanh. Đây các cái nút phím bấm nhanh. Thì cái này rất là thích hợp để các bạn nào học ngoại ngữ tiếng Nhật. Rất hiệu quả đấy ạ. Các cái từ điển trong này đều có bản quyền cả. Nếu bạn quan tâm tới chiếc kim từ điển của hãng Sharp có mã là PWSG2 Brain, các bạn có thể liên hệ Nội địa Nhật Bản theo số điện thoại bên dưới. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.